Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thoa Thể Thao. Kết quả vòng 4 giải Ngoại hạng Anh như sau: Crystal Palace giành chiến thắng 3-0 trước Tottenham, Leicester City thất bại 0-1 trước Manchester City, Manchester United giành thắng 4-1 trước Newcastle trên sân nhà, Southampton và West Ham hòa nhau với tỷ số 0 đều, Watford nhận thất bại 0-2 trước Wolverhampton trên sân nhà. Arsenal có chiến thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh khi đánh bại Norwich City với tỷ số 1-0. Brentford thất bại 0-1 trước Brighton, Chelsea đánh bại Aston Villa với tỷ số 3-0. Cập nhật bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh như sau: Manchester tức dẫn đầu với 10 điểm, Chelsea đứng thứ 2 với 10 điểm, Manchester City đứng thứ 3 với 9 điểm, Brighton đứng thứ 4 với 9 điểm, Tottenham đứng thứ 5 với 9 điểm, West Ham đứng thứ 6 với 8 điểm, Liverpool đứng thứ 7 với 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, Everton đứng thứ 8 với 7 điểm và mới thi đấu 3 trận, Leicester City đứng thứ 9 với 6 điểm, Brentford đứng thứ 10 với 5 điểm, Crystal Palace đứng thứ 11 với 5 điểm, Aston Villa đứng thứ 12 với 4 điểm, Wolves xếp thứ 13 với 3 điểm, đứng thứ 14 là Southampton 3 điểm, Watford xếp thứ 15 với 3 điểm, Arsenal đứng thứ 16 với 3 điểm, Leeds United đứng thứ 17 với 2 điểm, Burnley đứng thứ 18 với 1 điểm, Newcastle United đứng thứ 19 với 1 điểm và cuối cùng là Norwich City 0 điểm. Theo lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh hôm nay, vào lúc 22:30, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Leeds United. Trận đấu muộn nhất của vòng 4 giải Ngoại hạng Anh là cuộc đọ sức giữa Everton với Burnley vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh? Hãy lấy ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.